Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ để biết được những phần tin thú vị, hấp dẫn đó có nội dung chi tiết như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Tỷ phú Mỹ từ chối lên tàu lặn Titan vì lời cảnh báo của con trai. Jay Lum đã hào hứng khoe con trai dự định xuống đáy đại dương ngắm sắc tàu Titanic bằng tàu lặn Titan, nhưng bị cậu phản đối. Lý do bố tôi không đi là vì tôi phi ngông. Bố, cái tàu lặn này không thể sống sót ở độ sâu như thế dưới đại dương. Jay Lum, 20 tuổi, con trai của tỷ phú Jay Lum, nói hôm 24 tháng 6. Tôi đã rất lo lắng vì nghĩ rằng con tàu không thể chịu đựng áp sức lớn như thế. Nó cũng không thể lặn sâu như vậy được, Jay nói thêm. Shin rất ưa thích về tìm hiểu Titanic và ông Jay, nhà đầu tư tài chính có một tài sản 1 tỷ USD, muốn hai bố con cùng thám hiểm sắc tàu để đỏ vãng đam mê của con trai. Stockton Rush, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Ocean Gate, công ty vận hành tàu Titan, hồi tháng 3 bay tới Las Vegas để gặp Jay. Họ đã xem triển lãm Titanic ở khách sạn Luxor, sau đó nói chuyện về chuyến thám hiểm và các vấn đề an toàn. Ông ấy biết tôi có bằng lái trực thăng và bảo, con tàu còn an toàn hơn lái trực thăng, nó an toàn hơn lặn biển. Khi ngồi ăn trưa, ông ấy lại nói, còn an toàn hơn băng qua đường. Jay nhớ lại, Brett là người rất tốt, rất phóng khoáng, thực sự tin tưởng vào những gì mình nói và làm. Nhưng ông ấy không muốn nghe bất kỳ điều gì mâu thuẫn với thế giới quan của ông ấy. Ông ấy sẽ gạt đi tất cả, Jay cho hay. Tôi không muốn thảo luận về vấn đề an toàn nữa, bởi ông ấy quá cứng nhắc. Jay cho hay, Brett liên tục gọi cho ông đặt chuyến tham quan. Ông ấy đang tiến hành một số nghiên cứu khoa học. Ông ấy dùng tiền bán tour để chi trả. Trong khi Brett đang thuyết phục Jay, Shin và người bạn Simon tìm hiểu thêm thông tin về Titan và họ càng lo lắng. Ban đầu, Shin tưởng con tàu sẽ giống với tàu ngầm mà Robert Pallet, người đã phát hiện ra xác tàu Titanic sử dụng. Cậu càng ngạc nhiên khi biết trò lặn được điều khiển bằng tay cầm trò chơi điện tử. Đó là một con tàu nhỏ, 5 người chen chúc bên trong, Shin nói. Nó cho tôi cảm giác vô cùng mất an toàn. Linh cảm liên tục nhắc nhở tôi không nên đi chuyến này. Anh cũng cảm thấy không yên tâm khi Brett đã bay đến Las Vegas bằng chiếc máy bay tự chế, cho thấy CEO này không ngại đối mặt các rủi ro. Để thuyết phục Jay, Brett nhấn mạnh Shin và Simon thiếu hiểu biết và gợi ý giảm giá đáng kể cho doanh nhân Las Vegas. Cuối tháng 5 hoặc giữa tháng 5, ông ấy nhắn tin cho tôi, bảo còn chỗ sau 1-2 tuần nữa, ông ấy đề nghị giảm cho tôi mỗi vé 100.000 USD, Jay nói. Tàu lặn Titan mất tích ngày 18 tháng 6 khi chở khách tham quan sát Titanic ở độ sâu gần 4.000 mét. Ocean Gate, công ty vận hành tàu lặn Titan mất tích ở Đại Tây Dương, ngày 2 tháng 6 xác nhận 5 người trên tàu thiệt mạng. Bản tin kế tiếp, thiệt mạng vì bị cuốn vào động cơ máy bay. Một nhân viên Mỹ tại sân bay quốc tế San Antonio, Texas thiệt mạng vì bị cuốn vào động cơ máy bay khi đang di chuyển trên đường băng. Tối 23 tháng 6, trong lúc chuyến bay của hãng hàng không Delta từ Los Angeles đến San Antonio đang lăn bánh đến cổng chờ với một động cơ vẫn bật, một nhân viên sân bay đã bị cuốn vào động cơ đó. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NTSB ngày 25 tháng 6 cho biết, NTSB đang tiếp tục thu thập thông tin về sự việc. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là nhân viên của Unify Innovation, công ty mà Delta ký hợp đồng để thực hiện các hoạt động mặt đất. Delta nói với kênh truyền hình KNS5 của San Antonio rằng họ vô cùng đau buồn trước sự việc và sẽ hợp tác với chính quyền khi cuộc điều tra bắt đầu. Unity Innovation gọi sự việc là một tai nạn thương tâm. Từ điều tra ban đầu của chúng tôi, sự cố này không liên quan đến quy trình hoạt động, quy trình cũng như chính sách an toàn của Unify. Công ty cho hay, hôm 21 tháng 6, BS Mom Airlines, công ty con của hãng hàng không American Airlines, bị Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ, OSHA, phạt gần 16.000 USD vì cái chết của một nhân viên mặt đất vào năm ngoái trong một sự cố tương tự. Tin tiếp theo, trải nghiệm xích chết trong tàu lặn dưới đáy Đại Tây Dương. Thảm kịch tàu Titan khiến Michael Whelan nhớ lại trải nghiệm đau đớn khi mắc kẹt trong tàu lặn tại vị trí tương tự vào năm 2000. Tôi là một trong những phóng viên đầu tiên được chứng kiến xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương.
Điều đó khiến tôi thấy rất phấn khích. Michael Gulen, tiến sĩ vật lý Mỹ, kể lại chuyến đi với tư cách là phóng viên khoa học của đài ABC cách đây 23 năm. Trong chuyến thám hiểm đó, Gulen đi cùng người bạn Ryan và lái tàu người Nga tên là Vistor trong chiến tàu lặn Mi-1 của Nga được thả xuống từ tàu mẹ Akademis Mystila Khendip. Sau khi quan sát mũi tàu Tenis một cách thuận lợi ở độ sâu 3.800m, họ quyết định di chuyển tới phần đuôi tàu cách đó khá xa. Tàu Titanic bị đắm vào ngày 15 tháng 4 năm 1912 sau khi đâm phải tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Trước khi chìm xuống đáy biển, tàu chở khách của Anh đã bị tách làm đôi. Khi đi qua khu vực có nhiều mảnh vỡ để tiếp cận khu vực đuôi tàu, chúng tôi bị cuốn vào dòng hải lưu mạnh. Cuối cùng, Mít 1 bị mắc kẹt vào chân vịt khổng lồ của tàu Titanic, ông Gulen kể. Sau cú va chạm, chúng tôi thấy những khối đĩa sét của tàu Titanic rơi xuống tàu lặn, ông kể. Lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ không thoát nổi. Victor, từng là phi công tiêm kích MiG của Nga để tìm cách đưa tàu lặn thoát ra ngoài. Giống như chiếc xe của bạn bị mắc kẹt trong bùn và bạn phải tìm cách tiến lùi để thoát ra. Ông nói, chúng tôi đều yên lặng vì không muốn làm phiền hay khiến Victor phân tâm. Chúng tôi hiểu mình đang trong tình thế nghiêm trọng nên quyết định giữ im lặng. Tàu lặn MiG-1 lay hoay suốt một giờ dưới đáy biển tối đen khi Victor quyết định tắt đèn để tiết kiệm năng lượng. Trong thời gian đó, tôi đã nhiều lần nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát. Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc nghĩ rằng mình đã chết, Gulen nói. Đúng lúc đó, Gulen có cảm giác tàu lặn đang nổi lên. Tôi quay sang Victor và hỏi, có ổn không? Anh ấy trả lời bằng một chất giọng khàn khàn rằng không vấn đề gì. Ông kể, lúc đó tôi mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhờ kỹ năng điều khiển của Victor, tàu lặn MiG-1 cuối cùng cũng thoát ra khỏi chân vịt của Tenis và đóng đổ nát. Họ mất khoảng 2 tiếng rưỡi để trở lại mặt nước và những người trên tàu mẹ đã nhận ra tàu lặn vừa thoát chết trở về. Là nhà khoa học, tôi lập tức nghĩ tới lượng dưỡng khí của chúng tôi còn bao nhiêu và chúng tôi có thể làm gì. Tôi đã nghĩ làm thế nào chúng tôi thoát khỏi đó và tôi nghĩ đã có lúc phải thừa nhận thực tế rằng chúng tôi không có lối thoát. Đó là khi suy nghĩ mình sẽ chết xuất hiện trong đầu tôi, ông kể. Bản tin thứ tư, Nga tuyên bố đẩy lùi hơn 20 đợt tiến công của Ukraine. Bộ phòng Nga thông báo quân đội nước này đẩy lùi hơn 20 đợt tiến công của Ukraine trong một ngày, gây thiệt hại nặng cho đối phương. Lực lượng Ukraine liên tục mở các đợt tiến công trên khắp các chiến tuyến trong một ngày, bị đánh lui và chịu thương vong nặng nề. Quân đội Ukraine mất hơn 800 binh sĩ cùng nhiều thiết bị quân sự trong các đợt tiến công này. Bộ phòng Nga ngày 25 tháng 6 thông báo. Giao tranh ác liệt nhất diễn ra tại thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk và vùng lân cận. Lực lượng Nga đẩy lùi 10 đợt tiến công của Ukraine, khiến đối phương mất tới 430 binh sĩ, 11 xe chiến đấu bộ binh, nhiều phương tiện cơ giới và một khẩu pháo. Quân đội Nga phá hủy một kho đạn gần Andeska, cũng như đẩy lùi 4 đợt tiến công của Ukraine tại thành phố này. Nga cũng đẩy lùi 4 đợt tiến công lớn khác ở phía bắc vùng Donbass, giao tranh dữ dội diễn ra quanh một số khu dân cư thuộc tỉnh Lugan. Tại khu vực này, Ukraine mất 130 binh sĩ, 3 thiết giáp, 1 pháo tự hành, 2 pháo kéo xe và các thiết bị quân sự khác. Tại hướng nam Donetsk, nơi nỗ lực phản công chính của Ukraine diễn ra từ đầu tháng 6, giao tranh cường độ trung bình diễn ra dọc theo chiến tuyến. Quân đội Nga đẩy lùi 3 đợt tiến công của Ukraine, đồng thời tập kích nhiều mục tiêu gần thành phố Orenkov, trung tâm hậu cần của đối phương ở tỉnh Zaporizhia. Nga cũng mở các đợt tập kích tầm xa nhằm vào cơ sở quân sự của đối phương. Vụ tập kích vào mục tiêu ở thành phố Kherson khiến hơn 50 lính Ukraine thiệt mạng, phá hủy một lựu đạn pháo M777 do Mỹ cung cấp và nhiều thiết bị quân sự khác. Trong khi đó, Ukraine ngày 25 tháng 6 cho biết hơn 20 cuộc giao tranh ác liệt xảy ra trong 2 ngày qua, chủ yếu trên hướng Liman, Mariinka và Bakhmut. Quân đội Nga mở 25 đợt không kích, đồng thời nã pháo và súng cối về hướng Kubian ở tỉnh Kharkov. Quân đội Ukraine giữ thế chủ động, tiếp tục tiến công và đẩy lùi đối phương. Trong ngày qua, lực lượng Ukraine tiến được 600-1.000m ở sườn nam và sườn bắc thành phố Bakhmut. Theo Sergei Serivatin, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền Đông của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền Đông của Ukraine,
Ông này tuyên bố gần 200 lính Nga thiệt mạng và rất nhiều thiết bị quân sự của họ bị phá hủy. Giới chức Nga nhận định Ukraine tận dụng vụ Wagner nổi loạn nhằm tăng cường hoạt động và tiến công dồn dập trên tiền tuyến. Sau cuộc đàm phán do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian, lãnh đạo Wagner đồng ý rút lực lượng khỏi trụ sở các cơ quan chính quyền và sở chỉ huy của quân đội Nga tại thành phố Rostov-on-Don đêm 24 tháng 6. Thưa lại thì cũng như cái bản tin trong những video trước, thì bản tin thứ 5 là bản tin cuối cùng trong series tin tức nóng chọn lọc trong video ngày hôm nay, cũng là bản tin hay và hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin hay và hấp dẫn như thế nào, thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh hạt nhân. Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy căng thẳng đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, tuyên bố tiếp tục củng cố các năng lực tự vệ. Những động thái hiếu chiến của Mỹ đã đẩy căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, vốn đang rất bất ổn, đến gần bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân hơn. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố ngày 26 tháng 6. Theo cơ quan này, Mỹ năm nay đang sử dụng các hành động thù địch đáng lo ngại hơn bao giờ hết để xâm phạm chủ quyền và an ninh Triều Tiên. Tình hình đã đạt đến ngưỡng và Bình Nhưỡng không thể bỏ qua. Triều Tiên cảnh báo nếu xung đột xảy ra trên bán đảo sẽ nhanh chóng trở thành thế chiến, một cuộc chiến tranh nhiệt hạch chưa từng có tiền lệ, tạo ra những hậu quả thảm khốc nhất và không thể đảo ngược đến hòa bình, an ninh, khu vực cũng như thế giới. Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các năng lực tự vệ để bảo vệ hòn đảo. Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các năng lực tự vệ để bảo vệ chủ quyền, trừ khi Mỹ thu hồi chính sách thù địch và những mối đe dọa quân sự dai dẳng nhằm vào Triều Tiên. KCNA còn cho biết khoảng 120.000 người lao động và sinh viên Triều Tiên ngày 25 tháng 6 đã từng hành ở Bình Nhưỡng để phản đối Washington, mang theo các biểu ngữ cảnh báo lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm bắn của Triều Tiên và Mỹ là kẻ phá hoại hòa bình. Mỹ và Hàn Quốc chưa bình luận về cảnh báo từ Triều Tiên. Cảnh báo xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang. Mỹ và Hàn Quốc cuối tháng 5 tập trận bán đạn thật lớn nhất từ trước đến nay, với kịch bản ứng phó cuộc tấn công tổng lực từ Triều Tiên kéo dài đến giữa tháng 6. Hàn Quốc ngày 15 tháng 6 cho biết Triều Tiên đã phóng liên tiếp hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Trước đó, Bình Nhưỡng ngày 31 tháng 5 phóng tên lửa đẩy mang theo vệ tinh quân sự lên không gian nhưng bất thành và rơi xuống biển. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án mạnh mẽ động thái của Triều Tiên. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong được nhiều hơn người hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nhé. Và bây giờ thì tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin kế tiếp. Bye bye.